Bạn có khuyên anh em làm cái nghề quay phim và set up ánh sáng giống bạn không? Cái này thì thực sự là mình nói đùa một xíu nhưng mà nó là sự thật. Anh em mình á, mình cũng khuyên các thằng em ở công ty mình rằng á, thôi bây giờ thì không còn cơ hội nữa, nhưng mà còn các cháu nhỏ nữa thì tốt nhất là khuyên bọn nó học hành cho đàng hoàng đi, chứ lớn lên mà không học hành thì chỉ có đi làm phim thôi, làm cu li thôi. Đây là lý do mà toàn bộ những anh em làm ở trong đoàn làm phim đều chọn chiếc Hiace hay là chiếc xe cá mập này để làm chiếc xe chở những cái dụng cụ khi đi quay phim. Lý do mà bạn chọn cái chiếc xe này là tại sao nhỉ? Ra là mình chọn cái chiếc xe này là thứ nhất là cái không gian nó cũng khá chứ là đầy đủ cái không gian để mình chở được đồ quay phim của mình. Và cái thứ hai nữa thì nó vẫn còn 6 ghế để mình có thể chở được cả anh em kỹ thuật viên khi đi làm phim với mình nữa. 6 ghế. Đúng rồi. Và nó có thể chạy được trong phố mà không bị cấm đúng không? Được, cái tiện lợi nhất của cái con xe hoán cải này là nó có thể chạy được tất cả các giờ cấm và các phố cấm xe tải mình vẫn đi được, bởi vì là cái tải trọng 850 cân này thì nó chỉ giống một chiếc xe con thôi, nên là mình có thể đi được tất cả mọi nơi ở các thành phố lớn. Chiếc xe này là đời bao nhiêu và mức giá của nó hiện tại bạn mua là bao tiền? Cái con này là con cá mập đời 2008 bản dầu. Máy dầu. Bây giờ nó sẽ nằm trong khoảng ngót nghét gần 300 triệu. À, khá là rẻ. Ok. Thế thì chiếc xe này 100 km nó khoảng bao nhiêu tiền dầu nhỉ? Mình tính ra lít trước, bởi vì thực ra bây giờ tính ra dầu phải lấy máy tính, đại khái là dầu bây giờ 22 mà 100 cây nó sẽ ăn tùy vào người đạp nữa, nhưng mà nó sẽ trung bình khoảng 9 đến 10 lít đấy. À, 9 10 lít. Đúng rồi. Đó thì tính ra dầu thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Nó sẽ rẻ hơn xăng và kinh tế hơn xăng rất nhiều. Ok. Có phải hầu hết những cái anh em mà làm ở trong đoàn làm phim thì đều chọn chiếc xe này không ạ? Hay là thường có những chiếc xe nào khác trong cùng phân khúc nữa không? Thực ra là bọn mình có hai cái lựa chọn. Một là xe cá mập này để mình chở cái đồ thiết bị quay phim, nó gồm có máy quay chân, máy màn hình, monitor. Và mình còn một lựa chọn nữa là mình sử dụng hẳn một chiếc xe tải và mình mua cái giấy phép ra vào giờ cấm. À, để okay. Chở những cái thiết bị quay phim nó to nữa. Có nghĩa là con này là vừa chở được người mà vừa chở được đồ, nó gọn ghẽ hơn đúng không? Đúng rồi. Hiện tại công việc của bạn là đang làm nghề gì? Mình là tổ trưởng của đội kỹ thuật ánh sáng của công ty truyền thông Cine Hà Nội. À, ok. Thế là bạn mua cái chiếc xe này là để cho công ty đấy thuê hay là bạn lái luôn? Mình mua chiếc xe này thì nếu mà mình đủ sức khỏe và đủ rảnh rỗi thì mình vẫn có thể lái được. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để cho một lái xe riêng lái. Và đầu giờ sáng thì bạn sẽ chạy sang đấy để đi làm? Đúng rồi, có thể mình sẽ chạy đầu giờ sáng, mình sẽ chạy sang con này đi làm. Hoặc là nếu mà hôm nào mà không cần đến nó thì mình sẽ đi xe máy thôi. À, ok. Cái công việc của bạn là set up ánh sáng để quay phim? Đúng rồi. Và cả làm cái nghề quay phim nữa? Đúng rồi, mình đã tốt nghiệp quay phim từ năm 2012. Nhưng mà mình chỉ có loanh quanh làm 3 năm nghề quay phim cho đến 2015 mà mình sẽ chuyển sang làm ánh sáng đến tận bây giờ. Là 2015 đến giờ là cũng phải đến 8 năm rồi. Bạn có khuyên anh em làm cái nghề quay phim và set up ánh sáng giống bạn không? Cái này thì thực sự là mình nói đùa một xíu nhưng mà nó là sự thật. Anh em mình á, mình cũng khuyên các thằng em ở công ty mình rằng á, thôi bây giờ thì không còn cơ hội nữa, nhưng mà còn các cháu nhỏ nữa thì tốt nhất là khuyên bọn nó học hành cho đàng hoàng đi, chứ lớn lên mà không học hành thì chỉ có đi làm phim thôi, làm cu li thôi. Thế là làm cái công việc này nó vất vả hay là sao? Cái công việc nghề quay phim của bọn mình ấy, thực sự nó rất là vất vả. Nó sẽ bị sai hoàn toàn đồng hồ sinh học so với người bình thường. Có nghĩa là ngày Tết, ngày lễ người ta được nghỉ đi chơi rồi. Thì bọn mình đi làm, đúng không? Rồi bọn mình ví dụ bọn mình cần on set 6 giờ á, thì bọn mình đã phải dậy từ 2 rưỡi 3 giờ để bọn mình còn phải chuẩn bị đồ đạc, rồi còn đi đến bối cảnh nữa. Xong bây giờ 12 giờ đêm nghỉ, bọn mình lại phải thu đồ đạc xong này, bắt đầu mới về nhà, về công ty này, bỏ đồ xuống xong mới về nhà. Chắc chắn là nó sẽ phải bằng 24 tiếng mỗi ngày, có thể là ít hơn, nhưng mà cái con số 24 tiếng là hầu như là thường xuyên như thế. Nên là khuyên anh em nó rất là tốn sức khỏe, nên là anh em nên chọn cái nghề khác làm đấy. Nó nhiều nên làm nghề đỗ xe giống mình này. Đúng rồi. nên đến, nếu mà các bạn trẻ bây giờ đã học xong rồi và không có ý muốn là muốn đi học đại học nữa thì tốt nhất là nên sang tìm bạn Trung để bạn ấy dạy nghề đỗ xe cho. Sưởng mình toàn học đại học ra rồi bắt đầu mới học sang nghề mình đấy. Ok.
Cái chiếc xe này thì là khoảng loanh quanh 300, và bạn đã lắp những cái thiết bị gì và tại sao mà bạn lại làm những cái đồ đấy? Thực ra thì mình cũng nghĩ là nó sẽ có camera hành trình là cái đầu tiên để đi trong phố và đi ngoại tỉnh, thì cái này nó cũng rất là thiết yếu, và một cái màn hình thông minh nữa để mình có Mày thể rồi. Đúng rồi, mình để có thể giải trí trên xe, và nó giúp đỡ cho cái nói chung là đại khái là nó cho cái phần gọi là phần giải trí, và nó cũng giữ được cái, nó tích hợp cả camera hành trình nên nó sẽ giữ được cái an toàn cho xe của mình và cho tài xe, và cả camera lùi nữa. Đúng rồi, cái camera lùi là cái rất cần thiết với con xe cùng kênh như thế này, thì chắc chắn là nên phải có. Phải có. Nếu như mà cái chiếc xe này thì bạn có lời khuyên gì cho anh em mà đang đi chọn một cái chiếc xe này, làm sao chọn được cái chiếc xe mà đúng ý nhất, thì bạn đã chọn nó như thế nào? Thực ra là nó xuất phát từ cái công việc của mình đã làm việc trong nghề này được chục năm nay rồi. Và mình thấy rằng là cái chiếc cá mập này là cái chiếc nó rất là thông dụng, và thứ hai nó cũng rất là tiện lợi cho anh em làm phim. Còn các anh em khác mà mua xe gia đình thì thôi đừng chọn con này, bởi vì nó quá lớn, nó quá to so với cả cái đường phố như này. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn Trung nha. Trước tiên là cảm ơn đã ủng hộ. Cái thứ hai là chúc bạn công việc ngày càng phát triển nữa. Ok, tôi kể đây. Anh em làm phim nếu mà muốn độ xe thì hãy đến Trung Auto 87 Thượng Hiền nhá. Thắng Mường review rồi. Anh em cứ ok chọn lựa nhá.